trước khi đi giao hàng kiểm tra cái tải độ móc 10 tấn rồi. Móc 10 tấn là móc 5 tấn độ đầu 10 tấn nha. Móc 5 tấn độ đầu 10 tấn rồi. Tới ô ly mồi. Tết tải nè. Để vô để khỏi bị chày. Rồi bơm lại đi. Bơm nó đội lên. Đội lên. Còn cái này ép xuống rồi. Ép xuống rồi. Hai cái ép với nhau. Rồi nếu mà nó tụt đó là cái đồng hồ nó sẽ lên. Đồng hồ nó sẽ không lên. Còn cái này là nó lên rồi. Lên rồi. Đó. Lên tối đa luôn. Cố gắng bơm được nữa không? Rồi nhìn mặt đó là thấy biết là lên không nổi nữa à. Mặt cố gắng hết sức. À, đồng hồ nó không tụt. Đồng hồ không tụt. Chỉ nha. Đồng hồ không tụt rồi. À, tức là cái áp lực nó giữ tải là ok, không có phải bị hư nữa. À, rồi ok, con này đã. Rồi cái này bắt đầu thử con thứ hai nha. Rồi bơm đi. Con một đóng rồi nè. Thử con hai. Thử đang thử tải hai con thứ hai. Đồng hồ chạy lên rồi. Đó. À, nhìn cái mặt nó là biết là thấy bơm hết nổi rồi. Bơm nữa coi, lần nữa coi. Đó. Tối đa rồi đó. Lên. À, đồng hồ không tụt nè. Đó, không có bị tụt. Đó, tức là con này ok nữa. Con này lần thứ hai rồi xả đi. À, khi xả là nó tụt về. Đó, khi xả là nó tụt về ha. Rồi tháo ra đi.